không thể tin nổi. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là MU mà tôi biết không? Đó chỉ là một vài cảm xúc trong mớ hỗn độn rất nhiều những cảm xúc về trận đấu Super Sunday vòng 26 Premier League, trận derby nước Anh thứ 239 trong lịch sử giữa Liverpool và MU. Vẫn biết rằng bóng đá hấp dẫn bởi tính bất ngờ với những kết quả rất ít người có thể lường trước. Song luôn có những trận đấu mà những gì diễn ra trên sân còn hơn cả sự bất ngờ. Cuộc đối đầu tại Anfield tối mùng 5 tháng 3 sẽ luôn được nhớ đến như một trong những cột mốc đặc biệt của giải Ngoại hạng Anh. Ở đó, Ten Hag và những học trò đã trải qua 90 phút kinh hoàng mà chắc chắn họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Trước trận đấu với Liverpool, MU đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa của mình. Họ đang có chuỗi 11 trận đấu bất bại trên tất cả những đấu trường kể từ trận thua Arsenal. Trước chuyến làm khách tại Anfield đúng một tuần, Quỷ Đỏ đã đánh bại Newcastle để vô địch cúp liên đoàn, danh hiệu đầu tiên của họ sau 6 năm và cũng là thành quả đầu tiên của Ten Hag trong công cuộc phục hưng MU. Đội chủ sân Old Trafford đã cho thấy những dấu hiệu của sự hồi sinh rõ ràng dưới quyền dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hà Lan. Họ thể hiện lối chơi hiệu quả cùng với sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu rất cao trong mọi trận đấu. Với phong độ thăng hoa và kết quả ấn tượng của đội bóng trên tất cả những đấu trường, các cổ động viên MU cũng đang sống trong những ngày hạnh phúc và mơ mộng nhất kể từ khi Sir Alex giải nghệ. Họ tin tưởng vào những gì mà Ten Hag đang xây dựng ở Old Trafford khi nhà cầm quân này giúp cho đội bóng có được sự ổn định. MU không còn thi đấu phập phù như dưới thời những huấn luyện viên tiền nhiệm, khiến cổ động viên Quỷ Đỏ cứ thỉnh thoảng lại phải chui vào hang vì bẽ bàng với những màn trình diễn của đội bóng. Ten Hag với những gì mình đã làm được đã chứng tỏ được những phẩm chất của mình và cũng thật sự xứng đáng được trao gửi niềm tin. Khi cơn say từ những chiến thắng và sự trở lại của những danh hiệu đang ở đỉnh điểm, sự thiếu tỉnh táo là điều rất dễ xảy ra. Ten Hag hiểu rất rõ điều này. Ông liên tục có những phát ngôn kiềm chế cảm xúc của những học trò và của cổ động viên MU, những người đang đặt kỳ vọng rất cao vào đội bóng. Hơn ai hết, nhà cầm quân người Hà Lan hiểu rõ hậu quả nguy hiểm của việc mất tập trung để tâm trí trôi giạt khỏi thực tại. Old Trafford ríu rít tiếng hoan ca, cú hất 4 là điều đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong suốt khoảng thời gian thăng hoa về phong độ của đội chủ sân Old Trafford. Ước mơ là thứ không bị đánh thuế, điều đó rất đúng. Nhưng khi một giấc mơ phi thực tế được nhắc đi nhắc lại nhiều lần để trở thành thông điệp gửi gắm hy vọng, nó sẽ vô tình tạo áp lực lên những người phải có trách nhiệm không thực hiện điều đó. Sức ép từ kỳ vọng của những cổ động viên không sai khi họ đã chờ đợi đội bóng trở lại thời hoàng kim trọn vẹn cả thập kỷ. Nhưng ở vào thời điểm mà cuộc hồi sinh mới manh nha, thầy trò Ten Hag cần thêm nhiều thời gian để biến những giấc mơ chinh phục thành hiện thực. Để làm cho một người say tỉnh lại, để kéo những đôi chân trên mây xuống mặt đất thì phải cần những liệu pháp gây sốc. Một gáo nước lạnh hay thậm chí là một cái tát. MU suýt chút nữa đã trải qua điều đó trong cuộc đối đầu với West Ham ở FA Cup, trận đấu đầu tiên của họ sau khi đăng quang tại Cúp Liên đoàn. Thế nhưng, điểm tựa Old Trafford cùng với đẳng cấp các ngôi sao đã giúp MU tiếp tục có được những chiến thắng và chìm trong những lời ca tụng cho đến cuối tuần. Ngay cả trước khi đến sân Anfield, nhiều người cũng tin rằng với phong độ đã thể hiện suốt thời gian qua cùng với sự sa sút của Liverpool, MU đứng trước cơ hội lớn để có được chiến thắng đầu tiên trên sân của đại kình địch từ năm 2016. Và định mệnh đã sắp xếp để MU cùng Ten Hag phải nhận một cú tát trời giáng tại Anfield trước chính đối thủ mà họ căm ghét nhất. Liverpool của Jurgen Klopp đã trải qua một mùa giải khó khăn với nhiều vấn đề về lực lượng cũng như phong độ cá nhân. Đã có những nhận xét rằng kỷ nguyên của Klopp đã khép lại và The Kop cần một cuộc cách mạng triệt để nếu muốn trở lại vị thế của một ứng viên vô địch trên tất cả những đấu trường. Nhưng thứ mà Liverpool không bao giờ thiếu là đẳng cấp của một ông lớn cùng với tinh thần chiến đấu cuột khởi mà họ luôn luôn thể hiện mỗi lần đá trước những khán giả nhà tại Anfield. Tất cả những điều đó đều đã được Phượng Hoàng Liverpool thể hiện trọn vẹn trong trận đấu với kình địch MU. Những gì diễn ra trong 90 phút tại Anfield giống như một bộ phim đầy tính drama về một võ sĩ xuất sắc không còn ở đỉnh cao phong độ, bị thách thức bởi một đối thủ đang tràn đầy nhuệ khí. Để rồi, trong tình thế phải bảo toàn danh dự, người võ sĩ kia đã vùng lên một cách phi thường và tung một series đòn hiểm ác đánh cục người thách đấu một cách vô cùng ngoạn mục. Ten Hag với sự sắc sảo của mình chắc chắn đã có những chuẩn bị kỹ càng trước chuyến làm khách tại Anfield. Bài học từ trận thua 3-6 tại Etihad trước Man City ở lượt đi Premier League mùa giải này là một kinh nghiệm quý giá cho nhà cầm quân người Hà Lan ở mùa giải đầu tiên của ông tại nước Anh. Man City của Pep và Liverpool của Klopp là hai thế lực đã song hành thống trị giải Ngoại hạng Anh trong nhiều năm trước khi Ten Hag đặt chân đến Old Trafford. Dù đã tạo ra những đổi thay tích cực tại MU, Ten Hag hiểu rằng trong những cuộc đối đầu trực tiếp, nhất là trên sân khách, Quỷ Đỏ vẫn ở thế dưới so với hai đội bóng này. Đó là lý do vì sao Ten Hag đã sử dụng một chiến thuật thận trọng khi tiếp cận trận đấu. Nhưng tính toán của ông trở nên rõ ràng hơn khi đội hình ra sân được công bố. Rashford chơi cao nhất trên hàng công,
Whitehorse được kéo xuống đá hộ công, đồng thời tạo áp lực lên tiền vệ chủ Fabinho. Bruno Fernandes và Antony đá lệch cánh, vừa là những người sáng tạo, vừa có nhiệm vụ hỗ trợ những hậu vệ biên phòng ngự trước những cầu thủ đá cánh đầy năng lượng của The Kop. Công bằng mà nói, MU đã chơi tốt trong 45 phút đầu. Họ phải chịu áp lực rất lớn từ đội chủ nhà, nhưng hàng phòng ngự chơi tập trung đã giúp Quỷ Đỏ hóa giải tương đối thành công những tình huống hãm thành của Liverpool. Ở chiều ngược lại, chính MU mới là đội có những cơ hội nguy hiểm hơn như cú đánh đầu của Bruno Fernandes, pha ra chân sở trường của Antony hay tình huống mà Rashford thoát xuống thông minh sau đường chuyền dài của đồng đội. Nhưng trong một ngày không may mắn, bước ngoặt cần thiết để hướng đến một thế trận tốt hơn không đến với MU mà lại đến với Liverpool. Ban mở tỷ số của Cody Gakpo chính là bước ngoặt ấy. Nó xuất phát từ lối vị trí của Fred khi anh lùi về hỗ trợ cho Thiago Dalot. Gakpo đã khai thác khoảng trống quá lớn mà Fred không thể quán xuyến để đem về pha lập công phá vỡ thế bế tắc. Có lẽ đó là một tình huống không nằm ngoài dự liệu của Ten Hag khi ông hiểu rõ sự nguy hiểm của Liverpool khi tổ chức tấn công biên. Nhưng MU đã không thể bịt kín được tất cả những khoảng trống ở hệ thống phòng ngự. Mặt khác, nó cũng cho thấy một trong những vấn đề lớn nhất mà Quỷ Đỏ đang gặp phải, đó chính là chất lượng nhân sự. Fred vốn chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng bao quát không gian và chọn vị trí. Tuy nhiên ở thời điểm này, Ten Hag không thể có sự lựa chọn khả dĩ hơn cho vị trí tiền vệ trung tâm. Fred quả thật đã chơi tốt kể từ khi Eriksen phải nghỉ chấn thương, nhưng trong một trận cầu đinh với tốc độ chóng mặt cần sự chuẩn bị ở từng pha bóng, những điểm yếu của Fred đã được phơi bày toàn bộ. Ngay cả khi bước vào giờ nghỉ với bất lợi, nhiều cổ động viên MU vẫn tin rằng họ sẽ có một hiệp hai khởi sắc cùng những điều chỉnh sắc sảo của Ten Hag. Kịch bản đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong mùa giải này. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Khi Ten Hag còn chưa kịp đưa ra bất cứ thay đổi nào, MU tiếp tục phải nhận hai bàn thua ngay đầu hiệp hai. Những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá. Cơn mưa nặng hạt tại Anfield có phải là chất xúc tác khiến sự mệt mỏi của MU sau một quãng thời gian dài liên tục phải thi đấu với cường độ cao lộ rõ. Họ đã không thể trụ vững khi Klopp xua quân lên hãm thành với tốc độ và sự quyết tâm khủng khiếp được cộng hưởng nhờ không khí rực lửa tại Anfield. Cú trượt chân của Lisandro Martinez khi đối đầu với Salah là hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự sụp đổ của Quỷ Đỏ. Những cầu thủ Liverpool dễ dàng chiếm ưu thế trong mọi tình huống tranh chấp khi họ nhanh hơn, mạnh hơn và quyết tâm hơn. Những nỗ lực chống trả của MU hoàn toàn vô tác dụng khi những chiến binh của họ đều trải qua một ngày vô cùng tồi tệ. Khi đã vỡ trận thì thua bao nhiêu cũng không còn là vấn đề. Những bàn thua nối tiếp nhau khi cho thấy sự bất lực của Ten Hag và những học trò trước cơn phẫn nộ bị dồn nén quá lâu của Liverpool. Lần lượt, Gakpo, Nunez và Salah hoàn tất cú đúp của mình mà không phải chịu quá nhiều áp lực từ những cầu thủ phòng ngự đội khách. Roberto Firmino cũng có được bàn thắng tri ân trong ngày mà anh thông báo quyết định chia tay Liverpool sau mùa giải này. Mọi thứ diễn ra dễ dàng và quá hoàn hảo với Liverpool, theo cái cách mà có lẽ chính họ cũng không nghĩ đến trước khi trận đấu bắt đầu. Tỷ số 7-0 là một cú sốc quá lớn với những cổ động viên MU, bởi nó đến đúng vào lúc đội bóng của họ đang chơi thăng hoa nhất. Những con số thống kê càng xoáy sâu vào nỗi đau thất bại của Quỷ Đỏ. MU đã phải chịu thất bại chung cuộc nặng nề nhất từ trước đến nay trong lịch sử đội bóng, cùng với các trận thua 0-7 trước Wolves vào tháng 12 năm 1931, Aston Villa vào tháng 12 năm 1930 và Blackburn Rovers vào tháng 4 năm 1926. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất trong 481 trận cầm quân đã qua của Erik ten Hag. Về phía Liverpool, họ cũng có được chiến thắng đậm đà nhất trước đại kình địch của mình, vượt qua kỷ lục 7-1 được lập từ tháng 10 năm 1985. MU sẽ đứng dậy ra sao sau thất bại này? Đó là một câu hỏi mà Ten Hag cần có được câu trả lời sớm nhất. Một trận thua chưa thể làm tất cả mọi thứ sụp đổ, nhưng hậu quả về mặt tâm lý có thể sẽ tạo ra những thảm họa tiếp theo. Việc sốc lại tinh thần đội bóng vào những thời điểm này là rất quan trọng, bởi trước mắt, MU vẫn còn những trận đấu vòng knockout Europa League và FA Cup bên cạnh việc bảo vệ vị trí trong top 4 Premier League. Chớ trêu thầy, ở giai đoạn lượt đi, chính chiến thắng trước Liverpool là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của MU sau hai thất bại đầu mùa trước Brighton và Brentford. Bây giờ thì một thất bại tan nát ở Anfield lại đang có nguy cơ mở ra một giai đoạn kết thúc mùa giải đầy chông gai của Quỷ Đỏ. Tuy vậy, những người theo chủ nghĩa lạc quan vẫn có thể tìm ra một điểm được của MU sau trận thua này. Đó là sự ảo tưởng đã hoàn toàn biến mất. Đoàn quân của Ten Hag được trả về đúng với giá trị của họ. Một đội bóng vẫn còn thiếu sót, cần phải tiếp tục đầu tư xây dựng rất nhiều trước khi thực sự trở thành một tập thể đủ sức mạnh để trở thành những kẻ chinh phục. Khi đôi chân đã trở về với mặt đất, MU sẽ bước vào giai đoạn cuối mùa với tâm thế phù hợp hơn với lực lượng hiện có. Còn với tất cả những cổ động viên, đơn giản là bớt hy vọng thì sẽ ít phải thất vọng.